Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam lần thứ 8, 25 tháng 3 năm 2016, 25 tháng 3 năm 2024. Tại lễ kỷ niệm, bệnh viện đã tổ chức các hoạt động nhân đạo hỗ trợ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, các cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề Công tác Xã hội Việt Nam tiên phong, chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển, thời gian qua, Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng khó khăn với nhiều hình thức khác nhau, mang lại những hiệu quả tích cực. Tại lễ kỷ niệm, bệnh viện cũng đã tổ chức các gian hàng không đồng như gian hàng thức ăn với gần 3.000 suất, gồm có các món cháo, bánh mì, xôi, nước uống, nhằm phục vụ bữa ăn sáng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Gian hàng quần áo tự chọn, điểm cắt tóc miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, dịp này, Tổ công tác xã hội đã vận động các tổ chức thiện nguyện, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua thì số lượng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm viện tại bệnh viện mình phải chi trả một số lượng khoản tiền rất là nhiều trong thanh toán viện phí. Thì hầu như là các bà con ở đây là có hoàn cảnh khó khăn thì không có mua được bảo hiểm y tế. Từ đó thấy cái việc mà mình trao tặng thẻ qua bảo hiểm y tế nó rất là thiết thực. Bệnh viện năm nay là thành lập quỹ thẻ bảo hiểm y tế dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Thì được sự hỗ trợ của hai ngân hàng là Ngân hàng Thương mại Sài Gòn và Ngân hàng Vietcombank thì đã giúp bệnh viện sáng nay là thành lập thành công cái quỹ thẻ bảo hiểm y tế. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần thương yêu tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, các hoạt động của bệnh viện đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội của ngành y tế. Niềm vui ở đây của em chính là những cái nụ cười của họ. Họ khi mà làm xong những cái việc này thì chỉ cần thấy họ cười, họ đầy đủ ổn định hơn, đáp ứng được những cái nhu cầu mà thiết yếu cho họ. Sự chia sẻ, hỗ trợ của bệnh viện, cộng đồng không chỉ giúp người bệnh, người nhà bệnh nhân vượt qua những thiếu thốn, yên tâm điều trị bệnh, mà còn là lời động viên ấm áp để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Có đoàn từ thiện cho đồ, cho cơm, rồi cũng em cũng mừng lắm. Đồ quần áo cho cháu rồi cơm thì hai vợ chồng có ăn, thì nghe cho thì đi kia đi xuống cũng xin đang ăn đỡ tiền mình mua gì đó. Ra thì bữa nay cũng có tổ chức cái sự ủng hộ hoài không đồng cho bà con người bệnh hoàn cảnh khó khăn ở đây á, thì thấy là cũng tốt và bà con cũng phấn khởi vui vẻ nhiều. Cảm ơn cái đoàn để giúp đỡ bà con hoàn cảnh trong bệnh viện khó khăn hôm nay. Bên cạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, lễ kỷ niệm còn là dịp tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành y tế. Qua đó, nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và viên chức người lao động bệnh viện về giá trị của hoạt động công tác xã hội trong ngành y tế.